Chế độ Việt Cộng man rợ nhà chỗ này, thả chỗ kia, người ta nói chế độ Việt Cộng là chế độ do những con khỉ Trường Sơn cầm đầu. Khỉ Trường Sơn là những con khỉ ở trong rừng Trường Sơn. Nó thường sử dụng luật rừng, sống tiểu nhân, hành xử rất man di, mọi rợ với con người. Thằng khỉ đầu đàn là thằng nham hiểm nhất Việt Nam, nó tên là Lù Trọng Thắng. Ngày nào nó còn giữ chức tổng bí thư là toàn dân không thể sống yên thân với nó. Nghe nói nó sắp ra đi nên nhường ngôi cho ai đó, nhưng đít nó vẫn còn cay hơn con cà cuống. Trước khi đi, nó luộc thêm bà Hằng bằng điều luật mơ hồ mọi rợ 331 để cướp đoạt tài sản châu báu hột xoan của bà ta. Anh Trần Thanh Phương thuộc nhóm hiến pháp. Người ta hoạt động bằng cách mang hiểu biết đến mọi công dân Việt Nam qua bản hiến pháp. Ai không có hiến pháp, họ bỏ tiền túi ra mua tặng. Họ làm chuyện ích nước, lợi dân đến thế mà còn bị bắt bỏ tù đến 3 năm 6 tháng trời, còn thêm 2 năm quản chế. Điều đáng nói, sau khi mãn hạn tù, chúng vẫn không tạo điều kiện cho anh Phương đoàn tụ với vợ con của anh. Ra tù từ ngày 7 tháng 3 năm 2022, đến nay đã 21 ngày rồi, anh Phương vẫn lang thang không biết nơi nào mà tìm, vì anh được thả ở ngoài Huế, còn vợ con thì ở Sài Gòn. Bởi vậy, tôi nói đít của thằng Lù Trọng Thắng nó cay lắm, chắc cay còn hơn con cà cuống nữa. Rất đúng, phải không quý vị? Đã làm con người, chẳng ai thoát khỏi suy nghĩ chính trị, sinh hoạt chính trị. Hay làm chính trị, dân Việt Nam ta nghèo lắm, thấy ra xăng tăng, điện tăng, nước tăng, tiền lương rẻ mạt ai chẳng lo. Đó là chính trị, bước thêm một bước nữa là sinh hoạt chính trị. Như bỏ phiếu tìm người tài giỏi hơn, hay như phản đối xăng, điện, nước tăng, rồi cùng nhau xuống đường biểu tình theo Điều 25 Hiến pháp. Có người còn dấn thân muốn làm đại biểu quốc hội để có thể giúp dân giúp nước nhiều hơn, gọi là làm chính trị. Nghĩa chính trị nó đâu có gì xấu. Nghĩa căn bản của chính trị là tìm ra con đường tốt đẹp mà đi để giúp cho bản thân, cho gia đình, cho đất nước như nhóm hiến pháp đã và đang làm. Tôi viết bài này cũng thể hiện sinh hoạt chính trị, chống bất công, chống độc tài, chống luật pháp man rợ. Chống những hành xử thô bạo của thằng Lù Trọng Thắng, như đít nó ngồi 12 ghế rồi còn chà đạp điều lệ đảng để tiếp tục làm nhiệm kỳ 3. Nó là thằng tham nhũng quyền lực nhất thế giới. Tôi nói không ngoa đâu quý vị. Khi về Việt Nam, tôi thường nghe dân nói, dẫu anh có giết người, nhưng nếu anh có tiền đút lót, anh vẫn có thể được tha tội. Còn anh mang tội dính đến chính trị, giống như chị Hằng với Điều 331 Bộ Luật Hình Sự, thì vô phương cứu chữa. Một đất nước mà bắt đi những người có liên quan đến chính trị thì đất nước đó phải chịu cảnh đói nghèo mãi mãi mà thôi. Sau đây là bài viết của chị Lê Khanh, vợ của anh Trần Thanh Phương kêu cứu. Chị Lê Khanh lên tiếng về việc anh Trần Thanh Phương chồng chị ra tù 19 ngày, nhà cầm quyền vẫn chưa giải quyết cho anh Phương đoàn tụ gia đình. Sài Gòn ngày 26 tháng 3 năm 2022, chồng tôi ra tù nay đã 19 ngày mà chưa giải quyết được gì. Này buồn quá, tôi muốn chia sẻ cho cô bác và A biết. Chồng tôi là Trần Thanh Phương SN 1975. Chồng tôi bị bắt ngày 1 tháng 9 năm 2018, bị bắt cùng nhóm hiến pháp. Tòa tuyên án chồng tôi là 3 năm 6 tháng tù và 2 năm quản chế. Ngày 7 tháng 3 năm 2022, chồng tôi đã chấp hành án xong và đã ra tù. Ngày ra tù, vợ chồng tôi và hai con tôi đã mong mỏi chờ đợi ngày gia đình đoàn tụ. Những ngày cuối ở trong trại giam, chồng tôi cũng đã mất ăn mất ngủ mong chờ ngày về đoàn tụ với vợ con. Còn mẹ con tôi cũng vậy, mong chờ ngày ba về gia đình sum họp, bao nhiêu dự định về cuộc sống sắp tới của gia đình sẽ vui và hạnh phúc. Vì mong rằng sắp tới vợ chồng làm ăn sẽ tốt hơn, vì thời gian chồng tôi đi tù, mẹ con tôi rất khó khăn khổ sở về mọi vấn đề nhưng vẫn cố gắng để vượt qua. Nhưng thật trớ trêu vì cả hai vợ chồng tôi đều không nghĩ ra. Vì khi ra tù, công an lại đưa chồng tôi về Huế để quản chế. Trước đây chồng tôi đã sống và làm việc ở Sài Gòn 28 năm qua.
đã lập gia đình, cưới vợ sinh con và đã mua nhà ở tại số nhà 255 phần 5 quốc lộ 1A, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân và đã sống ở đó bao năm qua. Nhưng thật buồn và bức xúc, ngày chồng tôi ra tù, phía trại giam và công an đã đưa chồng tôi về nơi quê quán cư trú tại thôn Đông Lái, xã Phong Thu, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế. Vợ chồng tôi thật rất sốc vì khi bắt chồng tôi tại Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, nơi gia đình tôi làm ăn sinh sống bao năm nay, mà giờ khi ra tù lại đưa chồng tôi về nơi cư trú quê quán cũ ở Huế, chứ lại không đưa chồng tôi về nơi thường trú như bản án của tòa tuyên án mà trước đây vợ chồng con cái chúng tôi đã sinh sống làm ăn bao năm nay. Khi ra tù thì vợ chồng con cái tôi tưởng được sum họp ở cùng nhau để làm ăn sinh sống nuôi dạy con cái, nhưng thật buồn và đau đớn khổ tâm, giờ gia đình tôi đang phải lâm vào cảnh một chốn hai quê. Tôi rất lo lắng và quá mệt mỏi vì chồng tôi hiện nay đang bị bệnh trầm trọng, là anh bị cầu ra rất nhiều máu và nhiều bệnh khác nữa. Từ lúc ra tù đến nay, chồng tôi đã làm đơn gửi lên xã, huyện, tỉnh đề nghị cho chồng tôi vào Sài Gòn khám chữa bệnh, nhưng đến nay đã bao nhiêu ngày mà họ chưa giải quyết nên tôi đang rất buồn và lo lắng bệnh chồng tôi sẽ nặng và trầm trọng hơn. Tôi là Lê Khanh, vợ của anh Trần Thanh Phương, đề nghị xã Phong Thu, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, mong các cơ quan giải quyết cho chồng tôi được đi chữa bệnh. Mong mọi người hãy luôn đồng hành cùng vợ chồng tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn quý cha, quý thầy, cô, dì, chú, bác và ấy bạn bè trong và ngoài nước đã yêu quý, chia sẻ, giúp đỡ và đồng hành với vợ chồng tôi bao năm qua bằng nhiều cách này cách khác. Một lần nữa tôi xin cảm ơn rất nhiều ạ. Facebook Lê Khanh.